Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Đó thì em sẽ quay cho anh em, phục vụ anh em về con mỏ lết răng nữa ha. Con này size 600 nữa nha anh em. Đó thì con này cũng Mitsubishi. Đó, con này hẹn cũng đề cổ cổ lỗ sỉ luôn. Con này tay rất là dày dặn anh em, khá là nặng ha. Thì thanh lý cho anh em con này á là 350.000 nha. 350 ha, chuyển khoản đủ em bao ship nha. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chuyển khoản, nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Thì tình trạng con này á là cái lò xo nè, nó mắc cái lò xo trong đây ha, cho nên nó không có trả lại được nè. Nhưng mà anh em sử dụng thì cũng bình thường thôi. Nè, găng nè ha. Đó. Còn tương đối nha anh em. Nè. Rồi, con này em bán với giá là 350 nha anh em. Anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em ha. Đó, xây là 600 nha anh em. Rất là dày dặn, con này nặng 4 kg mấy đó ha. Rồi, xin kết thúc clip nha anh em. Anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em ha.